Xin chào toàn thể, tất cả các em học sinh thân mến. Thầy tên Nguyễn Công Minh, giáo viên thể dục trường tiểu học A Tân An, thị xã Tân Châu. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình thể dục lớp 3. Trước khi vào bài học, thầy có một số lưu ý như sau. Chúng ta ngồi học ở những nơi có đủ ánh sáng, không ngồi quá gần tivi, máy tính hay là điện thoại. Khi học, cố gắng tập trung, chú ý lắng nghe. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Tiết học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn động tác thứ 6 là động tác toàn thân và chúng ta sẽ ôn lại 5 động tác vươn thở, tay, chân, lường và bụng của bài thể dục phát triển chung lớp 3. Trước khi vào bài học, thầy mời các em xem video và thực hiện khởi động cùng thầy nhé. Hai chân ta đứng rộng bằng vai, hai tay chúng ta chống hông, chúng ta thực hiện động tác xoay cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chỗ chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chỗ chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cánh tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay hông, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hai chân và chụm lại ta xây gói, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chỗ chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cổ tay kết hợp cổ chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cổ chân, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn động tác thứ 6 là động tác toàn thân. Mời các em xem tranh. Động tác thứ 6, động tác toàn thân, tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. Nhịp 1, bước chân trái ra trước một bước, trọng tâm dồn vào chân trước, chân sau thẳng khiển gót, hai tay đưa ra trước, lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay. Nhịp 2, đưa chân trái về với chân phải, đồng thời gập thân về trước, xuống thấp, hai chân và tay thẳng, lòng bàn tay chạm mu bàn chân, mắt nhìn theo tay. Nhịp 3, khuỷu gối, hai đầu gối sát nhau, lưng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, mắt nhìn phía trước. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Ở nhịp 5, 6, 7, 8, chúng ta sẽ thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4. Nhưng mà ở nhịp 5, chúng ta sẽ bước chân phải về trước một bước. Sau đây, thầy sẽ thực hiện động tác toàn thân một lần 8 nhịp. Tư thế chuẩn bị là chúng ta sẽ đứng tư thế đứng nghiêm. Nhịp 1, bước chân trái về trước, trọng tâm rồi ngồi chân trái, chân sau khiển gót, hai tay đưa lên cao.
Nhịp 2, chúng ta thu chân trái về với chân phải, đồng thời gặp ngược về phía trước, hai bàn tay chạm hai mũi chân. Nhịp 3, chúng ta khuỵu gối lưng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8 thì chúng ta cũng thực hiện như 1, 1, 2, 3, 4. Nhưng mà ở nhịp 5, chúng ta sẽ bước chân phải về trước. 5, 6, 7, 8. Sau đây, thầy sẽ thực hiện động tác toàn thân 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, thầy xin mời các em ôn lại 6 động tác là vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung lớp 3. Động tác thứ nhất, vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 4, lườn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6, toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là hôm nay thầy đã hướng dẫn cho các em động tác thứ 6 là động tác toàn thân, và ôn lại 5 động tác là vươn thở,
tay, chân, lườn và bụng của bài thể dục phát triển chung lớp 3. Sau đây, thầy xin mời các em xem video và thực hiện thả lỏng cùng thầy nhé. Hai chân chúng ta đứng rộng bằng vai, hai tay đưa lên cao lắc nhẹ cổ tay, hít sâu vào bằng mũi, gập người xuống thở ra bằng miệng. Ở động tác này các em sẽ thực hiện từ 5 đến 6 lần. Tiếp tục chúng ta đưa chân trái về trước, đưa tay sang ngang, đồng thời chúng ta thực hiện lắc cổ tay cổ chân. Động tác này thì các em cũng thực hiện từ 5 đến 6 lần.